Kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Quay trở lại với buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Buổi số 47 nha. Em giao lưu đa dạng mặt hàng vừa sưu tầm về với cô chú anh chị nha. Bây giờ trong những ít phút đầu live em chia sẻ đi, rồi tí xíu sau em vô live trực tiếp cho mình xem từng món hàng nha cô chú anh chị ơi. Bà Bao chia sẻ gì đi. Chị từ đầu. Dạ anh xin chào anh Khoa Nguyễn nha. Anh Minh Khoa Nguyễn ạ. Anh xin chào anh Trung Hiếu, anh xin chào anh Trung Nguyên nha. Rồi, em sẽ vào phiên live trực tiếp ngày hôm nay của chính chị vào buổi chiều ngày hôm nay nha. Đó, em giao lưu một số mặt hàng vừa sưu tầm được về với cô chú anh chị gần xa luôn nha. Đó, ở trước mặt quý cô chú anh chị đây là em có một cặp bát úp như cô chú anh chị, một cặp bát úp hàng gốm Tàu xưa xịn mịn như cô chú anh chị ơi, tuổi đời không dưới 60 năm tuổi nha. Em bao chuẩn xịn cho mình, nhìn giùm cho em. Đó, cái nước vẽ cái men thôi nha cô chú anh chị, cái nước men là bên ngoài rất chi là đẹp luôn. Ở bên trong đây men rạng hoàn toàn nha quý cô chú anh chị, và được bọc đồng xịn lắm nha. Đồng là đồng cao cấp luôn nha cô chú anh chị, hàng xịn ha. Mộc truyện dưới 6 chữ nha, mộc truyện 6 chữ đầy đủ luôn. Rồi, nước men đã rạng đều hết trơn rồi. Cô chú anh chị nào ngày hôm qua mà sưu tầm cái lô kia mà không được á, mình sưu tầm qua lô này giùm em gái nha. Lô ngày hôm qua thì em bán hết rồi, hôm nay em vừa sưu tầm được thêm một ít về để giao lưu cùng cô chú anh chị đây. Em có đủ một cặp nha quý cô chú anh chị mình ơi. Cho chị cây thuốc đi em, kéo cây thuốc đi.
À, đủ một cặp xịn sò cho mình nha. Lên cho em mã bắt úp này là mã hoa cúc cho em gái nha. Mã hoa cúc. Chiều cao này là 14 sen. Bề ngang em đo được 13 sen gồng 14 sen nha mấy cô chú anh chị, rất chi là to luôn. Rồi một cặp bát úp này lành tích tuyệt đối, không nước tóc, không bể vỡ. Lên tiếp tục cái mã số ngày hôm qua là mình lên tiếp tục cho cô chú anh chị mã 131 cho em. 131 một cặp bát úp có giá là 2,5 triệu một cặp nha cô chú anh chị ơi. 131 2,5 triệu một cặp. Em giao lưu toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn. 2,5 triệu nha. Lên tiếp tục để đây nha, lên tiếp tục nữa cho cô chú anh chị gần xa. Cặp này xinh quá ha, cặp này mẫu lạ nè. Đó, một cặp bắp ốp nữa luôn. Đó, kích thước cũng như cặp lúc nãy, chắc men và chắc gốm y như vậy. Gốm tàu trên 60 năm tuổi, hàng lành tích được bọc đồng. Đó, bọc đồng là bọc đồng xịn cho mình luôn đó. Không nứt tóc, không bể vỡ nha. Đó, rất chi là xịn và rất chi là đẹp luôn. Chiều cao là 14 phân rưỡi, bề ngang là 13 phân mấy, gần 14 phân luôn. Lành tích tuyệt đối, vẻ mang lam xịn sò từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên luôn như cô chú anh chị. Mang rạng hoàn toàn đầy đủ luôn ạ. À, mọc triện, triện ký vẽ tay hết toàn bộ nha. Hàng là hàng chuẩn xưa cho em gái. Hàng là hàng chuẩn xưa luôn. Lên cho em mã 132 đi cô chú anh chị. 132. 132 này có giá em bao ship toàn quốc 2,5 triệu nha. 132. Em xin chào anh Hiệp Lê nha. Em xin chào anh trai ạ. Một cái nó đâu giống nhau đâu, điên cầm. Lên cho em cái này. Wow, tác phẩm xịn nha cô chú anh chị. Một chiếc bình rót, một chiếc bình rót siêu to khổng lồ. Dạ cũng còn hơi hơi anh, chứ mà chưa có quen anh, nói chuyện nhiều có đau họng thôi, nhưng mà sẽ cố gắng, từ từ nó sẽ quen thôi. À, cái này là cái bình rót, thấy cái tay em cầm không ạ? À? Rất chi là nhỏ so với cái bình luôn, cái bình siêu to khổng lồ. Bình rót này miệng là miệng tay bèo ha, miệng dúng nha. Ở đây họa vi tiết hoa văn người ta vẽ cho mình tích kỳ lân ha. Một cái tích rất chi là đẹp luôn. Đó. À, men là men lam xịn sò luôn. Đó, mà cái bình này là hàng vuốt tay nha cô chú anh chị, hàng vuốt tay hoàn toàn và vẽ tay hoàn toàn luôn. Hàng dòng này là dòng gốm tàu kỹ thuật cao xịn nha. Trên 60 năm tuổi và được bọc đồng nha cô chú anh chị, được người ta rất kỹ nha. Những hoa cái chi tiết này được bọc đồng, trôn đế đây, trôn đế 6 chữ xịn sò cho mình luôn. Rồi chiếc ấm rót này cao lắm nha, cao to. Em bao cô chú anh chị mình về sử dụng tốt luôn ạ. Chiều cao em gái đo được là 28,5 nha. Chiều dài tổng quay luôn này là 25. Chiều dài tổng quay 25 luôn. Em giao lưu trọn bộ phí ship đến tay của cô chú anh chị gần xa 3,2 triệu. Lên cho em mã 133 cô chú anh chị ơi. 133 3,2 triệu. Em giao lưu bao ship toàn quốc nha. Giao lưu là bao ship luôn. Ai mà bữa nay săn tìm được lô hàng này là xịn nè. Đó, cô chú anh chị nào mà chưa có những mẫu này là săn tìm là xịn nè. Anh trai của em hôm qua lấy mớ rồi, hôm nay anh coi được lấy luôn lô này đi anh trai ơi. Đừng bỏ lỡ, uổng nha anh. Có xem được lô này của em gái là ủng hộ luôn đi anh ơi. À, ở này là cái bình rót này thì cũng giống như cái bình nãy nha. Và họa tiết người ta vẽ rồng cho mình nha. Có lông, bây giờ có lông luôn như cô chú anh chị, đầy đủ ha. Lông lân ha, một cặp luôn. Mà em bán lẻ đi cô chú anh chị. Đó, tại cái tích nó khác nhau nha. Vẽ luôn cả quai nè, thấy không ạ? Miệng là miệng dúng luôn, rạng men từ bên trên xuống bên dưới nha. Và chất liệu hoàn toàn xịn, không nứt tóc, không bể vỡ. À, phần đế này người ta là bọc đồng cho mình luôn à. Phần đế bọc đồng xịn lắm ạ. Mặt trôn đế đây là 6 chữ rõ ràng nha. Mặt trôn đế 6 chữ rõ ràng cho mình luôn á. Rồi, em đo thông số nè. Thông số cũng như hồi nãy luôn ha. Chiều cao là 28. Bề ngang tổng là 25-26 của chính chị ơi. Lên cho em mã 134 nha. 134 cũng có giá 3,2 triệu. Những dòng này là đáng đồng tiền bắt gạo của chính chị mình bỏ ra nha. Tích là tích rồng cho em 3,2 triệu. Ở đây em còn một cặp chóe nha. Ngày hôm qua em giao lưu một cặp thì có anh trai đã sưu tầm rồi. Hôm nay còn một cặp y hệt cặp hôm qua nha cô chú anh chị. À, giống như mẫu này có hai cặp, bán cặp còn cặp nha cô chú anh chị ơi. Đỉnh là đỉnh con nghê cho em gái nha. Đỉnh là nghê, trên đây là những cái vân may nha, án may. Miệng ở đây được bọc đồng luôn. Dở cái nắp bên trong mình xem chất lượng gốm nha. Đó, xịn sò cực kỳ luôn. Ở bên trong cũng bọc đồng miệng đây. À, mặt đế đẹp nha. Cũng bo 6 chữ nha cô chú anh chị, viền đồng bên dưới cô chú anh chị mình thấy không ạ? À? Hàng là hàng kỹ thuật cao luôn á. Ở này em có một cặp nha cô chú anh chị mình, một cặp nha. Chiều cao em ra được 32 luôn. Tích là tích bát tiên cho em gái ạ. À. À, hàng vẽ kỹ thuật, hàng làm kỹ thuật luôn. Em xin chào anh Diệp Lê nha. Em xin chào tất cả các anh trai chị gái đang theo dõi like của em nè. À, đẹp xịn mịn luôn nha cô chú anh chị. Lên cho em cặp này mã số 135, 5,8 triệu nha. Cặp chóe này là 135 có giá 5,8 triệu, tiền nào của đó nha quý cô chú anh chị mình ơi. 5,800,000 đồng ha, tiền nào nằm ở cổ đó cho em gái nha cô chú anh chị.
em cảm ơn anh Hiệp Lê nhiều, em cảm ơn anh Hiệp Lê nhiều lắm 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 luôn. Rồi, ở đây em có một cặp ché to đây cô chú anh chị, cặp này cặp hàng to nha. Cô chú anh chị nhìn cho em đi, có nét đẹp không chê vào đâu được nha, xinh xỉu đó. Dùng một từ là xinh xỉu luôn, rất là có thật nha cô chú anh chị. Nắp nắp là nắp ghê nè. Đó, cái chất men, chất gốm cô chú anh chị nó từng sưu tầm đồ thì nhìn nó biết cái nước men như thế nào ha. Họa tiết người ta viền đồng miệng. À, cái nắp người ta viền đồng và kể cả cái miệng người ta cũng viền đồng cho mình nha. Bên trong như thế này sạch sẽ hoàn toàn. Hoa văn là xịn mịn luôn, hàng kỹ thuật cao vẽ tay nha. Ở đây có những cái bốn đầu bộm nè. À, men rạng nha cô chú anh chị, rạng men theo thời gian 5 tháng luôn. Vẽ cho em một cái tích là hoa cúc nha. Bên dưới người ta bọc đồng cho mình nè. Đó, hàng vẽ tay nha, hàng đẹp là cô chú anh chị nhìn cái là mình thấy mê đúng không ạ? Hàng đẹp là nhìn thấy mê rồi. Và sau đây em cũng giới thiệu luôn ngày mai cô chú anh chị luôn, ngày mai là toàn là siêu phẩm chân cao cô chú anh chị, những cặp bình cao từ 1m4, 1m2 không nha cô chú anh chị ơi. Rất là cao ngày mai nha cô chú anh chị, đón xem ủng hộ em gái nha. Rồi đo thiệt chiều cao đi em trai. Chiều cao này em đo được 40 đúng luôn cô chú anh chị ạ. Bề ngang là 24, 25 cô chú anh chị, khá là to nha. Giở mặt đế đi em. Đây mặt đế 6 chữ cô chú anh chị, lành tích tình tịch nha ha. Ai sưu tầm được cặp này là hoan hỷ nè. À, anh trai chị gái nào sưu tầm được cặp này là nhanh nhẹn nè, hoan hỷ cho em gái. Mã 136 cặp nha cô chú anh chị, hàng này em giao lưu cặp. Cặp này có giá bao ship toàn quốc đến tay cô chú anh chị gần xa 7,5 triệu nha. Cặp này đến tay cô chú anh chị gần xa 7,5 triệu lên cho em. Cặp chéo hoa cúc nắp nghe cô chú anh chị, cặp chéo hoa cúc nắp nghe hàng xịn nha. Em bao cô chú anh chị hàng xịn. Đúng rồi anh Diệp Lê. À, đúng rồi anh Hoàng Diệp ơi, anh coi cái sản phẩm này anh nói vậy là chính xác đó. Mình biết chơi đồ mình nói là chính xác liền, đúng mà dân trong nghề không hả anh. Rồi em cảm ơn anh trai. Đỡ mãi luôn đi 7,6 triệu. Ồ 7,5 triệu. Rồi ở đây em cũng có cặp có đôi nha cô chú anh chị. Một chiếc mà kêu bằng một chiếc thố nha. Chiếc thố siêu to khổng lồ luôn. Ở đây người ta vẽ cho mình những cái lá trúc nè. À, vẽ cho mình lá trúc, lá tre nha. Ở đây là hoa hoa nha cô chú anh chị. Cái tích này em nhìn theo em nhìn được là cái tích gọi là một cái tích có thể là sen cá cũng được đó nè cô chú anh chị. Hoặc là cái tích tứ quý cho em gái nha. Hoặc là cái tích tứ quý luôn. À, ai mà bỏ lỡ mấy cặp này thật sự là tiếc nha cô chú anh chị. Nếu mình có nhu cầu có điều kiện siêu tầm cho em đi, đem về nhà mà không xịn không chuẩn như những lời em nói là cô chú anh chị cứ trả về cho em. À, em bán bằng cái uy tín nha cô chú anh chị, bán bằng uy tín, bán bằng niềm tin, do đó cô chú chị cứ an tâm nha. Hàng xịn hàng đẹp như thế này em mới dám bao cô chú anh chị mình nha. À, hàng như thế nào là shop em báo rõ như thế đó cho mình. Nhìn phía bên trong đây cô chú anh chị thấy không ạ. À? Rồi đo ngang cái đường kính nắp cho chị luôn đi em. Đường kính ngang của chiếc thố này là 26,5 của chú anh chị, khá là to, giở mặt đế luôn em. À, một chuyện đây, người ta vẽ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thấy không ạ? À? Cái nét vẽ xịn cực kỳ luôn. Lô này ai săn tìm được là hoan hỷ lắm cô chú anh chị ơi. Rồi, một này là em giao lưu một cặp nha cô chú anh chị. Một cặp em giao lưu bao phí ship toàn quốc 5,8 triệu. Một cặp 5,8 triệu lên cho em một mã 137. 137 5,800,000 đồng. Một cái choe, một cặp choe tứ quý cho em nha. À, một cặp này kêu cặp thố á. Chúng đúng của nó là cặp thố nha cô chú anh chị. Mình đem về sử dụng tốt nha. Hàng này là mình em bao sử dụng luôn á. Ở đây tiếp tục nữa em có cặp thố này, cặp thố hoa cúc cho cô chú anh chị. À, những mẫu này là những mẫu hàng rất chi là đẹp nha. Men lam xịn nè, vẽ nét vẽ chấm phết đâu ra đó rõ ràng rõ nét nha cô chú anh chị. Ở này em chỉ có một cái nha cô chú anh chị, rất chi là tiếc là khi đem về nhà bị bể một cái luôn, bị bể một cái, còn cái tính ra cặp này lỗ sâu lỗ nặng luôn rồi. À, phía bên dưới đây cô chú anh chị thấy không ạ? À? Nó vẽ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên luôn. Rồi cho mình thông số như cặp nãy đi. Đường kính ngang của cái cặp thố này là 26 đúng ạ. Cái thố này 26 đường kính ngang của chú anh chị. Rồi, mặt bên dưới đây 6 chữ nha. Mặt bên dưới 6 chữ xịn sò luôn. Vẽ cũng siêu đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, nặng tay lắm, em cầm một cái nắp mà không muốn nổi luôn. Đo chiều cao đi em, nãy mình quên đo chiều cao rồi. Chiều cao này đo được là 20 nha. Cặp kia cũng cao 20. Cái này em có một cái nha cô chú anh chị. Một cái duy nhất thôi. Mẫu này là một cái duy nhất. 138. Mã 138 lên cho em gái 2,8 triệu. 138 lên cho em gái mã 2,8 triệu. Mã 138. Rồi tiếp luôn đi chị yêu ơi. Cái nào cũng được hết. Rồi ở đây em có một cái này. À, là cái tích người đánh cản cho em gái nha. Một cái an người đánh cản cho em gái. Bên dưới có hai vị nha cô chú anh chị. Một vị yêu, vị ông và một vị bà nè. À, vẽ viền, viền bên ngoài là viền sô-cô-la xịn sò. Vẽ tràn viền luôn. Men lam xịn gốm tàu xưa nha. Mấy cái này là tuổi đời cực kỳ sâu tuổi nha cô chú anh chị. À, cực kỳ sâu tuổi, không dưới 6-70 năm tuổi đi. Em bao cô chú anh chị mình chuẩn xịn nha. Về nhà cứ việc kiểm tra cho em nha. Hàng không lỗi lầm, không nứt tóc, không bể vỡ nha. Đường kính ngang của cái chiếc an này em đo được này là 26 gần 27
chiều cao là một tấc đúng nha cô chú anh chị. À, một chiếc An xịn mịn, đẹp siêu xịn luôn. Vẽ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong nha cô chú anh chị. À, vẽ kính hết như thế này luôn ạ. À. Mình đem về mình sử dụng tốt luôn ạ. Hàng này là hàng vừa trưng bày vừa sử dụng luôn. Mã 139 cho em gái luôn ạ. À. Mã 139 2.200.000 đồng. Hôm nay em sale cô chú anh chị mình còn 1.900.000 luôn đi. À, 2.200.000 hôm nay em sale cô chú anh chị mình còn 1.900.000 nha. Mã 139 1.900.000 đồng. Bao phí ship toàn quốc luôn. Lên tiếp tục một cái An rồng cho cô chú anh chị nha. Cái chiếc An này thì nó chẹt hơn cô chú anh chị, nó có độ rộng ra hơn, nó chài ra hơn. Và ở đây người ta vẽ cho mình một cái tích con rồng ha. Rồng này là rồng năm móng của cô chú anh chị, nhất lông cho em. Men lam xịn nha, men lam xịn, viền bên ngoài là viền sô cô la và cũng được khắc viền luôn nha, khắc có những hoa văn hoa lá tay nha, khắc viền luôn. Bên trong là con rồng vẽ rất chi là thần thái nha cô chú anh chị. Bên ngoài người ta vẽ cái đuôi con rồng bay ra ngoài đây luôn nè, thấy không, độc đáo chứ nè. À, bên ngoài vẽ đuôi rồng luôn. Rồi mặt truyện đế, già đồ cực kỳ thôi cô chú anh chị ơi. Mặt truyện đế là già đồ cực kỳ luôn. Đường kính của chiếc An này là 30, to hơn đúng không ạ? À? Chiều cao là 7 phân. Đường kính 30, chiều cao 7 phân luôn. Lên cho em mã An này là mã 140. Em cũng sale cô chú anh chị còn có giá 1.900.000 thôi nha. Mã An này là mã 140. Sale cô chú anh chị cũng còn có 1.900.000 đồng. Em bao trọn bộ phí ship luôn. Tiếp tục đây em có một cặp nha cô chú anh chị. Hàng này cũng đủ cặp đủ đôi nè. Đó, mẫu đẹp đập lại chưa? Đó, anh trai nào thích sưu tầm hàng chum, đợi sưu tầm cặp này cho em gái. Chum này là chum nhà đường cho em nha cô chú anh chị ha. Hàng chum này là gốm tàu nhà đường cho em nha cô chú anh chị, hàng hiếm nha. Hàng này em ba cô chú anh chị mình chuẩn cổ luôn á. Hàng này ba cô chú anh chị cũng chuẩn cổ nha. Trên 100 năm tuổi nha cô chú anh chị. Hàng còn lành tích siêu đẹp siêu xịn luôn. Chiều cao của chiếc chum này là 28 cm. Đường kính miệng em đo được 1 tấc. Đường kính bụng bên dưới là 25 cm cô chú anh chị ơi, rất rất to nha. Đó, hàng lành tích tình tịch tuyệt đối. Hàng là hàng gốm nhà đường cho em nha. Hàng gốm nhà đường chuẩn cổ luôn cô chú anh chị ạ. À. Nhìn cận kỹ cho em. Dạ em chào anh BT. Em anh BT bộ ba cute, cái tên anh dễ thương quá. Nghe cái tên anh là em thấy cute liền rồi đó ha. Nghe cái tên thôi là không cần giới thiệu là em thấy anh dễ thương rồi đó nha. Đó, không biết anh hay chị gì đây. Đó mà rất dễ thương luôn. À, mặt bên dưới họa tiết nè, họa tiết nha cô chú anh chị. Người ta làm rất là nhiều cái hoa văn đúng không, mà hàng đẹp hàng độc như lật cái mặt đế đi. Cái đế nó cũng lạ lắm, lần đầu tiên em mới thấy cái đế này, chắc người ta bảo quản hay gì, người ta sơn một cái lớp sơn thôi. Mình mở ra mình ấy thì vẫn bình thường cô chú anh chị. Em bao chuẩn cổ cho mình nha, hàng siêu tầm độc đáo đó. Rồi một cặp mã 141 cho em gái, mã 141 cho em gái. Cặp chóe này em giao lưu trọn bộ phí ship toàn quốc đến tay của cô chú anh chị gần xa. À, có giá là nhiêu nhỉ, để em coi cái giá này tốt cô chú anh chị mình nha. 2.8 triệu thôi cô chú anh chị ơi ha. Cặp chóe này 2.8 triệu thôi, 2.800.000 đồng. Em giao lưu toàn quốc. À, đừng khóc chị ơi. Đã, em kêu lại tại vì trên đây em đâu có biết anh hay chị, mà em nghe tên cute chắc em nghĩ là chị rồi. Chị thì mấy cute thôi, anh thì phải mạnh mẽ đúng không nè. Rồi mã 141 cặp chóe đời nhà đường này có giá 2.8 triệu, bao phí ship toàn quốc một cặp nha cô chú anh chị. Hàng xịn hàng đẹp. Và tiếp tục đây những siêu phẩm của ngày hôm nay. Rồi chị yêu cute, chị yêu cute thả tim đi chị yêu ơi. À, ở đây em có này là một cái chiếc nha, lô này thì em có được vài chục cái cô chú anh chị ơi. Em sưu tầm nguyên lô được vài chục cái nha. Hàng dĩa là hàng dĩa rồng, hàng dĩa rồng cho em gái nha. Vẽ kính cả mặt trong và mặt ngoài, lông phụng xung vầy, đủ lông đủ phụng cô chú anh chị ơi. Một cặp chuẩn xịn, men lam này, nước men em gọi cận cảnh cho mình xem, không chơi vào đâu được, màu men thấm thiết luôn cô chú anh chị. Hàng là hàng tàu vẽ xịn nha, trên dưới 6-70 năm tuổi luôn. Lô này cực kỳ già đồ và siêu đẹp nha, hàng kỹ thuật cao siêu đẹp nha. Lâu lâu mới săn tiền được một lô xịn mịn như thế này. Mộc truyện 4 chữ ạ. À, mộc truyện là 4 chữ luôn. Đường kính này em đo được như thế này là 18 cm, chiều cao của mỗi một chiếc dĩa là 3 phân. Đường kính 18 cm, chiều cao 3 phân. Em gái giao lưu mỗi một chiếc đến tay của cô chú anh chị gần xa, bán lẻ một chiếc là 700.000. Cô chú anh chị mình mua bao nhiêu chiếc lên cho em gái bấy nhiêu chiếc nha. Em có khoảng tầm khoảng chắc cỡ 30 chiếc đó cô chú anh chị. Em có tầm khoảng 30 chiếc nha cô chú anh chị. Mình lên sớm còn sớm nha. Ngày hôm qua em cũng bán mười mấy chiếc rồi, còn một ít thôi. Mã này mã 142 cho em gái nha. Mã 142 cho em gái, mỗi một chiếc dĩa là 700.000. Mình thích bao nhiêu chiếc nhân lên cho em số lượng bấy nhiêu chiếc nha quý cô chú anh chị. Bán lẻ em vẫn bán nha, một dĩa vẫn bán luôn à. 142 700.000, tích long phụng siêu đẹp. Tiếp tục đây là tích đôi phụng nè cô chú anh chị ha. Tích tiếp tục đây là tích đôi chim phụng đây. À,
vua của các loài chim đó cô chú anh chị ha. Tích này là tích vua của các loài chim luôn nha. Men lam xịn sò. Và đặc biệt những sản phẩm này em đều sưu tầm được cái lô này đẹp là bởi vì vẽ mặt trước và vẽ cả mặt sau nha. Vẽ kính hết như này. Hàng vô cùng và đồ 6-70 năm tuổi cô chú anh chị. Lành tích tuyệt đối nha. Vô cùng và đồ luôn. Về nhà mà có một cái chân đế nhỏ nhỏ thôi, mình trưng lên làm đĩa chanh, đĩa cảnh cũng đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng lành, hàng đẹp tuyệt đối luôn. Đường kính như thế này 18 cm, chiều cao em gái đo được cũng 3 phân nha cô chú anh chị. Lô này là đồng dạng nha, đồng dạng thì kích thước mình có hoan hỷ sưu tầm được, về nhà mình sử dụng lên một cái bàn ăn cơm cũng là cũng im luôn nha cô chú anh chị. Thôi sử dụng ăn cơm cũng im, bài trí rồi im lắm. Mã 143 cho em gái, mỗi một chiếc cũng 700.000 đồng ha. Mình thích bao nhiêu chiếc nhân lên cho em số lượng bấy nhiêu chiếc. Em có tầm khoảng 30 chiếc thôi nha cô chú anh chị, không có quá nhiều nha. Tầm khoảng 30 chiếc cô chú anh chị mình thích bao nhiêu chiếc thì nhân lên cho em bấy nhiêu chiếc nha. Mỗi một chiếc 700.000 đồng thôi ạ. Tiếp tục trên bàn quay đây, một mã dĩa đập đáo và siêu đẹp đó này. Hàng này hàng lông ẩn cho em nha. Đó, hàng mà vẽ lông ẩn là gấp chi được cô chú anh chị mình ưa chuộng luôn đó. Đó, các mẫu lông ẩn em về là mẫu nào hết ngay mẫu đó nha cô chú anh chị. Mẫu nào là hết ngay mẫu đó luôn. Cái nét vẽ siêu xịn siêu mịn nha, được những nghệ nhân người xưa người ta làm là thổi hồn vào nha cô chú anh chị. Mộc truyện này hàng hai chữ cho em. Nước men già đanh nha cô chú anh chị, hàng lành tích tuyệt đối bọc đồng nha. Lô này em sưu tầm được lô này là bọc đồng hết luôn, hàng xịn hàng đẹp. Mình đem về trưng bày cũng được, sử dụng thì quá ok luôn rồi, không cần phải bàn nha. Đường kính cũng 18 cm, chiều cao cũng 3 phân, giao lưu mỗi một chiếc cũng 700.000 đồng. Lên cho em mã 144, mỗi chiếc 700.000 đồng nhân lên cho em số lượng nha. Đó, thích bao nhiêu chiếc thì lên cho em bấy nhiêu chiếc nha. Mỗi một chiếc 700.000 đồng. Nếu đã sưu tầm dĩa lo dĩa lông ẩn thì tiếc chi không sưu tầm tô, đúng không cô chú anh chị ha. Tiếc chi mình không sưu tầm tô luôn ạ. Vàng tô lông ẩn ngày hôm nay em có được cũng vài chục chiếc nha cô chú anh chị, cũng vài chục chiếc luôn. Cô chú anh chị mình cứ nhân lên số lượng cho em nha. Hàng này em ôm cả lô mới được giá rẻ cô chú anh chị, mua từng chiếc không bao giờ dưới 1 triệu mấy luôn á. 1 triệu mấy một chiếc là chuyện bình thường, nếu mà mình mua lẻ nha cô chú anh chị. Hôm nay bán cho cô chú anh chị mình giá đầu một quay lại nha, giá đầu một quay lại luôn đó. Hàng là hàng xịn hàng đẹp như thế này, mộc truyện già chưa ạ? Mộc truyện cực kỳ sâu và rất là già đồ nha. Cô chú anh chị nào đã từng chơi những dòng đồ xưa như thế này, nhìn phát kiểm tra cho em gái đi, hàng gì ra hàng đó cô chú anh chị, vẽ cả trong cả ngoài luôn á. Hàng lành tích nha. Rồi, đường kính mỗi chiếc tô này cũng 18 và cao của tô này lên tới tận 9 phân nha cô chú anh chị. Rất chi là to luôn. Vẽ cho em cái tích lông ẩn xịn mịn như thế này luôn. Lên cho em mã 145. 145 cũng 700.000 một tô cô chú anh chị ơi. 145 này cũng 700.000 một chiếc tô. Và cái tô này đó là em có số lượng vài chục chiếc, thích bao nhiêu chiếc nhân lên cho em số lượng bấy nhiêu chiếc nha. 145 700.000 một tô. Dạ nãy giờ chắc chị bộ ba cute chắc cũng tặng rồi anh ơi. Chắc chị tặng rồi đó, chị cute mà dễ gì không tặng đúng không ạ. Rồi trước mặt cô chú anh chị đây, em phải đứng lên nha, tại vì cái tô này rất là to. Đó, dòng tô này dòng tô là gốm ngũ sắc cho em nha, gốm tàu ngũ sắc luôn. Bên trong là một cái tích thuận buồm xuôi gió nha cô chú anh chị ơi, thuận buồm xuôi gió. Hàng lành đẹp tuyệt đối, không nứt tóc, không bể vỡ nha cô chú anh chị, không nứt tóc, không bể vỡ luôn. À, hàng cực kỳ là đẹp luôn, người ta vẽ kính cho mình nha, vẽ trong và kẹo vẽ cả ngoài đây à. Vẽ trong và vẽ cả ngoài luôn. Và ở đây người ta cũng vẽ họa tiết là nhũ vàng cho em nha, lấp la lấp lánh họa tiết nhũ vàng nha. Cái tô này về đó, cái tô này cô chú anh chị lưu ý giùm em, to lắm. Nhiều cô chú anh chị mua về tính sử dụng là bình thường thường ngày nhưng mà nó to lắm. Em đo cho cô chú anh chị coi nè. Đường kính ngang tới tận 40 của cô chú anh chị à. Đường kính tận 40 luôn. Chiều cao lên chắc tầm khoảng 17 18 cô chú anh chị, rất chi là to nha. Lưu ý giùm em hàng to nha. À, mặt sau đây. Quá đẹp luôn, mặt sau là quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Mặt sau là không chơi vào đâu được đó. Rồi, chiếc tô này ngày hôm nay hàng gốm ngũ sắc lên cho em mã số này là mã số 146 nha cô chú anh chị. 146 nha cô chú anh chị, 2.600.000 đồng. 146 chiếc tô ngũ sắc vẽ 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 chiếc thuyền bồm nha cô chú anh chị. Vẽ ngũ sắc vẽ thuyền bồm. 146 là 2.600.000 cho em gái ạ. Giao lưu toàn quốc nha. Đến tiếp theo đây, à, siêu phẩm của ngày hôm nay đây, một chiếc dĩa gốm tứ linh nha cô chú anh chị, long lân quy phụng đủ tứ linh, bốn loại linh vật nha cô chú anh chị ơi. Nhìn cho em từng cái nét vẽ ra, nó người ta vừa vẽ vừa chạm khắc nha cô chú anh chị. Hàng là hàng gốm biên hòa chuẩn đồ xưa cho em, tuổi đời là cực kỳ sâu tuổi của cô chú anh chị ơi, vài chục năm nha cô chú anh chị. Hàng gốm biên hòa chuẩn đồ xưa cho em gái luôn. À, một cái chiếc đĩa này mình bài một cái mâm cổ rồi
Ok luôn, đừng thoải mái nha, đường kính tận 51 cô chú anh chị. Mình về mình có cái đế mình làm dĩa chanh cho em nha. Đóng thêm một cái đế gỗ treo lên hoặc là treo tường cũng được, làm cái đĩa chanh cho em gái luôn. Dày lắm nha, bề dày có khoảng phân rưỡi, hai phân cô chú anh chị, cỡ phân rưỡi á. Nặng. Đây, mộc truyện đầy đủ luôn các cô chú anh chị ơi. Mộc truyện đầy đủ, men rạng xịn sò nha. Em quay từ từ chi tiết cho mình xem nè. Rồi chiếc dĩa này ngày hôm nay em sale của chính chị gần xa, mã 147 2.800.000 đồng. Mã 147 chiếc dĩa tứ linh long lân quy phụng 2.800.000 bao ship tận nhà cho mình nha quý cô chú anh chị ơi. Lên cho em một mã dĩa nữa đi nha. Mã dĩa này cái tích siêu đẹp đó đây. Đó, ba anh em kết nghĩa vườn đào nha cô chú anh chị. Ba anh em kết nghĩa vườn đào, Lưu Bị nè, Trương Phi và Quang Vũ nha cô chú anh chị. Ba anh em luôn. Đó, tình thâm nha cô chú anh chị. Ba anh em tình thâm kết nghĩa vườn đào luôn. Một trong những tích cổ của chị, một trong những tích cổ được cô chủ anh chị mình cước chi là yêu thích luôn á. Đường kính cũng nhiêu đây em, đo thử coi. À, đường kính chiếc đĩa này cũng 51 nha cô chú anh chị. Đường kính chiếc đĩa này cũng 51, hàng to lắm. Hàng to và rất là nặng luôn á. À, cái mặt sau chiếc đĩa này quá đẹp luôn à. Ha. Truyện ký đầy đủ cô chú anh chị, đường viền bên ngoài nè, nước ngang đồ nè, nó già đồ theo 5 tháng luôn. À, em thấy có những cái trái tim thải nhảy 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 lên nè. Cô chú anh chị đang thả tim cho em, cảm ơn nhiều nha. Rồi chiếc đĩa này lên cho em mã 148 cô chú anh chị ơi. Chiếc đĩa này mã 148 cho em gái nha. 148 có giá là 2.800.000 luôn cô chú anh chị ơi. Tích ba anh em kết nghĩa vườn đào 2.800.000 mã 148 nha. Rồi tiếp tục ở đây là em có một số tô hàng Pháp nha cô chú anh chị. Một số tô hàng Pháp. Ha, tô Pháp này em có được tầm khoảng 20 chiếc không chị giờ. Ha, tô Pháp này em có tầm khoảng 20 chiếc thôi, không có số lượng nhiều của chú anh chị. Chuẩn đồ Pháp cho em nha, chuẩn đồ Pháp xịn cho em nha cô chú anh chị, nhìn thấy nha. À, hàng xịn, hàng đẹp, lành tích tuyệt đối luôn. Hôm nay em cũng sale cho cô chú chị mình mạnh tay luôn đi. Đường kính ngang như thế này, đường kính ngang của tô là 18 cm, chiều cao của tô là 8 phân của cô chú anh chị ơi. Đường kính ngang 18, chiều cô tô cao tô 18 luôn. Hàng là men Pháp xịn nha cô chú anh chị, đem về sử dụng rất là tốt và vô cùng sang trọng luôn. Hôm nay em gái cũng sale cho mình luôn nha. Mã 149 sale của chú anh chị 10 chiếc nha cô chú anh chị. Lô này em bán lần 10 chiếc nha. 10 chiếc có giá là 2.200.000 nha cô chú anh chị ơi. Em sale từ 2.500.000 còn 2.200.000 cho mình luôn nha, sale thanh lý nha. Em còn có 20 chiếc thôi. Mỗi một bộ 10 chiếc 2.200.000 đồng. Dĩa này em cũng có 10 chiếc cô chú anh chị à ha. Lô dĩa này là hàng Pháp luôn nè. Em cũng có 10 chiếc nha cô chú anh chị. Mỏng nhẹ cực kỳ luôn, hàng mỏng hàng nhẹ siêu đẹp luôn. Hàng đẹp xịn sò cô chú anh chị, không chê điểm nào được đâu ạ. À. Hàng này cũng là hàng Pháp luôn nha. Đường kính mỗi một chiếc đĩa như thế này là 19 phân rưỡi nha cô chú anh chị, gần 20 phân. Em sale đến tay với cô chú anh chị gần xa mã 150, 10 chiếc 1.000.000 đồng, 10 chiếc dĩa 1.000.000 đồng, mã 150 nha cô chú anh chị. 150 10 chiếc 1.000.000 luôn. Tiếp tục mã 151 cho em gái. Cái lô dĩa Pháp này thì to hơn nè. Cái này có cái gì mình vệ sinh cái là sạch nha cô chú anh chị, nó dính keo thôi nha. Vệ sinh cái là sạch bóng thì cái bên dưới cho em gái nha. Vệ sinh cái là không chê vào ra được luôn, sạch bông kinh kích luôn cô chú anh chị ha. Đường kính ngang như thế này là 21 à. Chiều cao lên tầm khoảng 3 phân cô chú anh chị ơi. À, lô dĩa Pháp này ngày hôm nay cũng có được 10 chiếc cho cô chú anh chị. À, lô dĩa đường kính Pháp này ngày hôm nay cũng có được 10 chiếc. Em giao lưu 10 chiếc đến tay của cô chú anh chị gần xa. Mã 151 xe cô chú anh chị luôn. 1.300.000 nha. 151 xe cho quý cô chú anh chị luôn. 1.300.000 đồng. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếp tục đây em có một bộ chén Pháp nha cô chú anh chị. Bộ chén Pháp luôn, cũng gồm 10 cái nha cô chú anh chị ơi. Bộ chén Pháp này cũng gồm 10 cái thôi, chỉ có đúng 10 cái duy nhất nha. Đó, hàng còn rất là ít nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích, yêu thích là liên hệ chốt đơn ngay với em gái nha. Màu trắng này gọi là một màu trắng tinh khôi luôn cô chị, sang trọng lắm. Ha, màu trắng mình trưng bày đồ ăn cái gì cũng im hết trơn á. Đường kính ngang là 11 à. Chiều cao là 5 phân, đường kính ngang 11, chiều cao 5 phân. Em giao lưu trọn bộ chén Pháp này đến tay của cô chú chị gần xa, mã 152 của chú chị ơi. Đến tay của cô chú chị gần xa mã 152 800.000 đồng. 800.000 đồng em bao trọn bộ phí ship gần xa, mã 152 luôn nha. Tiếp tục đây mã 153. 153 có số lượng khá nhiều của chị ơi. 153 này em có được tới 30 chiếc nha cô chú chị. 153 hàng này, hàng em có được 30 chiếc với cô chú chị à ha. Hàng lành, hàng đẹp tuyệt đối cho em gái nha. Không nứt tóc, không bởi vỡ luôn. Hàng xịn như thế này cô chú anh chị mình mới nhận hàng nha. Không chuẩn không xịn, cô chú anh chị có quyền hoàn trả lại cho em gái nè. Đường kính ngang như thế này em đo được này là 13.5 à. Chiều cao lên 5 phân cô chú anh chị ơi. Đường kính ngang 13.5, chiều cao 5 phân luôn. Rồi,
Mỗi một bộ như thế này em sale cô chú anh chị mình còn có giá 900 ngàn đồng. Em có 3 bộ của cô chú anh chị, mỗi bộ 10 chiếc nha, mỗi bộ 10 chiếc. Đó, em có 3 bộ, mỗi một bộ 900 ngàn đồng, mã 153 cho em gái. 5153. Tiếp tục đây, đó, lô này. Lô này em có được 15 chiếc nha cô chú anh chị, 15 chiếc dĩa nha. Dĩa này hàng gốm Nhật xưa cho em gái luôn. Bên trong người ta vẽ cho em một cái tích là dây nho, vẽ một cái tích dây nho đó, và các chùm nho chính giữa luôn, màu hồng nha cô chú anh chị, màu hồng. Một bộ như thế này 15 chiếc dĩa nha cô chú anh chị. Đường kính 19 sen, chiều cao 4 phân. Em sale đại sale ngày hôm nay cô chú anh chị mình 15 chiếc dĩa xịn đẹp như thế này, có giá bao ship toàn quốc 800 ngàn đồng. 15 chiếc có giá chỉ 800 ngàn đồng. Mã số 154 cho em 15 chiếc nha cô chú anh chị, lưu ý giúp em nha. Hàng số lượng đẹp như thế này mà có giá chỉ 800 ngàn đồng thôi. Rồi lên tiếp tục cho em gái chiếc ấm xưa cô chú anh chị, một chiếc ấm gốm tàu xưa luôn nha, vừa bán vừa tri ân thân tặng khách hàng gần xa luôn nè. À, mặt bên dưới già đồ chưa nè, quá chi là già đồ cô chú anh chị ơi. Chiều cao của chiếc ấm này 11 sen, bề ngang như thế này 14 sen của cô chú anh chị ơi. Vẽ trên đây em một cái tích giống như hoa cô chú anh chị, vẽ cái tích hoa vậy nè, người ta chấm phết rất chi là đẹp luôn. Mã số 155. Đó, xe của chính chị 600 ngàn, còn lại 500 nha cô chính chị. Mã 155, 500 ngàn đồng, bao ship toàn quốc luôn. Mã 156 cho em gái đây. 156 em có một chiếc bát, điếu bát nha cô chính chị. Bên trong là chiếc điếu nha. Hình chiếc điếu là người ta vẽ cho mình một cái hình rồng, cực kỳ già đồ. Đó, chiếc điếu bát này cực kỳ già đồ luôn. Và cái đường kính miệng chiếc bát này em đo được đây 11 cm, chiều cao 7 phân. Viền sô-cô-la, họa tiết rồng bên ngoài ha, họa tiết rồng bên ngoài luôn, men là men rạm, vẽ bên trong luôn cho em gái nha. Rồi lên cho em mã này một bộ cô chú anh chị, một bộ điếu bát này lên cho em gái mã 156 cô chú anh chị ơi. 156 nha cô chú anh chị, có giá chỉ là 500 ngàn đồng, có giá 500 ngàn đồng. Dạ em cảm ơn chị, cảm ơn anh Hiệp Lê nha. Nhiều mã đẹp, đúng rồi, hôm nay săn tìm nhiều mã đẹp mà rẻ nó đó, hàng đẹp mà hàng rẻ cô chú anh chị ơi. Rồi ở đây em có một chiếc bình gốm Nhật nha quý cô chú anh chị, hàng là hàng siêu to lành tích nha, hàng lành tích tinh tịch luôn, hàng gốm Nhật xưa ha. Cô chú anh chị nào chơi hàng gốm Nhật xưa nhìn phát biết đồ ngay nha. Lưới lọc ở bên trong bằng tổ ong cho em, lưới lọc tổ ong, bên ngoài xịn mịn nha cô chú anh chị, chi tiết vẽ tay hoàn toàn bên ngoài xịn mịn cho em. À, chiều cao em đo được đây là 14 phân, chiều dài tổng như thế này 20 phân. Em giao lưu chiếc bình gốm Nhật này đến tay của cô chú anh chị gần xa 157 có giá 500 ngàn đồng. Mã 157 500 ngàn đồng, em bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị ơi. Và dòng gốm này là dòng gốm xưa đó đây nha, dòng gốm này là dòng gốm huyết hồng nha cô chú anh chị, dòng gốm xưa em còn duy nhất đúng một chiếc nha, em còn duy nhất đúng một chiếc luôn. Hôm nay cũng sale thanh lý cho quý cô chú anh chị gần xa nè. Các anh trai chị gái nào đã sưu tầm những dòng bình gốm huyết hồng xưa của em rồi thì giao lưu cho em bình này luôn đi nha cô chú anh chị. Những cái họa tiết hoàn, những cái chi tiết họa biến lắm tấm như bầu trời đêm luôn cô chú anh chị. Cái chiếc bình này độc đáo nha, nhìn như bầu trời sau đêm luôn á. Rồi mặt truyện bên dưới rất là già đồ nha, hàng là hàng xịn nha cô chú anh chị. Em bao chuẩn cô chú anh chị mình, hàng huyết hồng này là hàng xịn nha, tuổi đời sau tuổi đấy ạ. Chiều cao 32, đường kính miệng 8 phân, bề ngang bụng 19 cm. Giao lưu mã 158 cho em gái, 158 có giá 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Em thanh lý nha, à, mã 158 1,2 triệu luôn cô chú anh chị ạ. Hàng lành hàng đẹp nha quý cô chú anh chị ơi. Một cặp bình gốm huyết hồng ở đây ha, cái này có đủ cặp nha cô chú anh chị. Hàng là hàng xịn sò nha, hàng nào xịn chuẩn em báo chuẩn nha, tuổi đời không dưới 5-70 năm tuổi luôn. Hàng huyết hồng họa biến theo thời gian, nhìn nước men chất gốm cô chú anh chị mình đã biết sản phẩm đẹp như giường nào đúng không ạ. Nhìn nước men trắng gốm là mình đó, chân chơi trong ngày là mình biết nó đẹp như giường nào. Cái này là dơ thôi cô chú anh chị, vệ sinh là sạch sẽ, lành tích, không nứt tóc, không bể vỡ cho em gái luôn, lành tuyệt đối 100%. Chiều cao em đo được là 33, đường kính miệng 12, bề ngang bụng 19 phân luôn. Mã 159 cho em gái nha, 159 luôn. Sale của chính chị gần xa, một cặp 3,5 triệu luôn đi ha. Sale của chính chị gần xa, một cặp 3,5 triệu ha, giao lưu toàn quốc luôn ạ. À, lên tiếp tục trên bằng quay đây đó, cô chú anh chị sẽ thấy một siêu phẩm nha cô chú chị. Hàng này là hàng nặng cho em nha cô chú anh chị, hàng nặng rượu tàu của cô chú anh chị ạ. À, chiều cao 20 ạ, bề ngang như thế này 9 phân, cao 20 bề ngang 9 phân. À, ở đây họa tiết bọc đồng toàn bộ cho em, vẽ cho em cái tích là hoa mai nha, hoa mai đào đầy đủ nha cô chú anh chị, lành đẹp tuyệt đối luôn, vẽ cho em cái tích là hoa mai luôn ạ. À, hàng xịn hàng đẹp cô chú anh chị ạ. À, 1,2 triệu nha, bọc đồng xịn sò. Một cặp như thế này em giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc 700 ngàn đồng ha. 700 ngàn đồng, lên cho em mã số 160, 700 ngàn đồng mã 160 cô chú anh chị ơi.
Rồi, tiếp tục đây, mã 161 đây cô chú anh chị ơi. Mã 161 nè. Lên đồ cũ thì lên đồ bảng giá mới, nhớ lột bảng giá cũ ra nha. Đó, lên bảng giá mới là nhớ lưu ý lột bảng giá cũ ra. Tại vì bộ là khi nào mà báo giá xong mà lột giá cũ nha. Chiều cao đây là 17 cm à. Bề ngang này là 6 phân cô chú chị, bề ngang bụng 7, bề ngang bụng là 8 phân luôn, một cặp lành tích nha. Xịn đẹp con như cô chú chị, một cặp lành tích xịn và đẹp nha cô chú chị ơi. Ở đây có bài thơ cho em gái nè. Ở đây luôn có bài thơ cho mình, một cặp duy nhất. Già đồ cực kỳ là già đồ luôn. Hàng không còn nói là không còn cái từ nào mà diễn tả nữa cô chú chị. Già quá già rồi. Mã 161 cho em 800.000 đồng. Mã 161 cho em 800.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn. Rồi đến cái một mã 162 cô chú anh chị ơi, em có một chiếc an gốm tàu xưa nha. Và chiếc an này được bọc đồng xịn nha cô chú anh chị. Bọc đồng kính ở bên trên luôn, bọc đồng hoa văn xịn luôn nha. Bọc mặt trên là bọc cả viền bên dưới cô chú anh chị ha. Độc đáo vô cùng luôn, họa tiết chuẩn xịn ha. Họa tiết chuẩn xịn luôn. Người ta vẽ cho em một cái tích là tích hoa cúc nha cô chú anh chị. Một cái tích hoa cúc men lam xịn sò. Mặt truyện bên dưới là 6 chữ à. Mặt truyện bên dưới 6 chữ cô chú anh chị ơi. Chiều cao đã được 12 cm. Bề ngang như thế này 16 cm. Chiều cao 12, bề ngang 16 cm. Giao lưu trọn bộ phí ship đến tay của cô chú anh chị gần xa. Lên cho em mã 162 cô chú anh chị. 162 1.2 triệu cô chú anh chị. 162 1.2 triệu luôn. Sale luôn rồi đó nha cô chú anh chị. Không giảm chi được nữa đâu à. Rồi có nghĩa là em quay xong đem ra ngoài định giá hết lột, chứ lộn giờ là không nhớ giá. Rồi một chiếc ấm gốm tàu nha cô chú chị, một chiếc ấm gốm tàu luôn cô chú chị ơi. Chiều cao em đo được như thế này 26, bề ngang tổng là 22. Chiếc ấm này đựng không dưới 2 lít nước cho em gái nha. Hàng mang lam xịn sò, đựng không dưới 2 lít nước cho em gái luôn nha cô chú chị ơi. Hàng lành hàng đẹp tuyệt đối. Quý cô anh chị, cho cô chú chị nào có nhu cầu sở hữu đi cô chú chị. Hàng là đúng còn một chiếc cuối cùng nha cô chú chị. Một chiếc duy nhất và cuối cùng luôn ạ. À. Hàng to lắm, về là sử dụng thoải mái cho em luôn. Trưng bày cũng đẹp, sử dụng là ok. Lên cho em mã số 163 600.000 đồng, 163 600.000 đồng, bao phí ship toàn quốc nha. 163 à. Ha, cô chú anh chị lưu ý giùm em mã số, mình dễ chốt đơn nha. Em đó, em nhắc lại số điện thoại chốt đơn của em trên màn hình nha cô chú anh chị. 0772 877278. Đó, mọi thông tin chi tiết cô chú anh chị liên hệ vào số Zalo đó giúp em nha. Ở trên bàn quay đây, em có một bộ tách trà cô chú anh chị ạ. Một bộ tách trà, hàng này là hàng gốm tàu cho em gái nha. Một bộ tách trà, hàng gốm tàu cho em gái luôn. Hàng lành, hàng đẹp tuyệt đối của cô chú anh chị. Gốm mỏng nhẹ nha. Vẽ hoa văn là người ta vẽ hoa nè, hoa lam nè. Ở phía bên dưới đây à, mộc truyện đầy đủ nha cô chú anh chị. Rồi, đường kính của chiếc ấm như thế này, em đo được là 19 cm. Bề cao chiếc ấm là 14 cm. Mỗi một chiếc ly cũng khá là to nha. Đường kính miệng ly 7 phân, chiều cao ly 6 phân. Một bộ tách trà như thế này, một bộ tách như thế này có giá chỉ có là 700.000 đồng nha. 700.000 đồng em giao lưu toàn quốc. Nếu mà cô chú anh chị nào lấy cái dĩa dưới luôn, em tính cô chú anh chị 100.000 đồng cái dĩa dưới nữa thôi nha. Cái dĩa dưới là dĩa gốm Nhật cho cô chú anh chị. Ở dĩa dưới là dĩa gốm Nhật cho cô chú anh chị ơi. Hàng là hàng xuất nha cô chú anh chị. Dĩa gốm Nhật hàng xuất luôn cô chú anh chị ạ. Đó, nhìn cho em gái nè, lành đẹp. Nếu cô chú anh chị này lấy luôn cái dĩa này thì tính 100.000 đồng nữa, có nghĩa là bộ tách này sẽ bao gồm 800.000 đồng luôn dĩa nha. Còn không lấy dĩa thì là chỉ có là 700.000 đồng thôi. Hàng lành hàng đẹp mà giá rẻ nha cô chú anh chị. Lên trên bàn quay cô chú anh chị mình một chiếc khai cẩm lai ha. Một chiếc khai gỗ cẩm lai xịn mịn cho em gái, cẩn năm mặt nha. Mặt trên người ta cũng cẩn đây đó. Mặt dưới người ta cũng cẩn đây đó, cô chú anh chị nhìn thấy mà. Mặt trên và bốn mặt bên hông đều cẩn ốc xịn luôn. Hàng gỗ cẩm lai chuẩn đồ xưa cho mình. Em bao cô chú anh chị mình chuẩn đồ nha. Cứ về kiểm tra thoải mái, chuẩn gỗ cẩm lai mới nhận nha cô chú anh chị. Đường kính dài như chiều dài như thế này là 35 cm. Chiều rộng ra em đo được như thế này 20 cm. Chiều cao gái đo vị trí này 12 cm. Em giao lưu trọn bộ phí ship đến tay của cô chú anh chị gần xa. Có giá 1.900.000 đồng. Lên cho em mã 164. 164 1.9 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. 164 1.9 triệu à. Tiếp tục trên bàn quay đây, em có một chiếc tráp tròn cô chú anh chị ơi. Chiếc tráp tròn nha. Tráp này mình đựng bánh mứt vào những người Tết nha cô chú anh chị ha. Mặt truyện bên đây người ta vẽ cho em chữ nha cô chú anh chị. Mặt truyện đây người ta vẽ chữ cho em nha, chữ phúc à. Và chữ thọ cô chú anh chị cẩn cho em là cẩn tích người nha. Chữ phúc chữ thọ cẩn cho em là cẩn tích người luôn cô chú anh chị ạ. Hàng xịn hàng đẹp luôn. Cái ốc này ngã vàng chanh theo năm tháng, nguyên một khối dày và đặc nha. Một khối dày và nặng luôn á. Hàng không chê điểm nào được đâu ạ. Đường kính ngang
như thế này, em gái đo được là 35 cm, đường kính ngang 35 cm, chiều cao như thế này 20 cm nha, ngang 35, chiều cao 20. Em giao lưu trọn bộ, phí ship gần xa đến tay của cô chú anh chị mình. Sale ngày hôm nay cho mình 4.900.000 đồng nha. Sale ngày hôm nay 4.900.000, lành tích một khối nha. Mã 165 cho em gái, mã 165 cho em gái là 4.900.000 đồng, quá già nha cô chú anh chị, quá xưa luôn. Mã 165 4.900.000, em giao lưu toàn quốc luôn. Mã 166 nha cô chú anh chị, mã 166 luôn, đâu giống nhau đâu, lên cặp nè, nhìn kỹ không có giống nhau đâu, lên lẻ đi, không giống nhau đâu nha. Đó, bình này là bình cổ nha cô chú anh chị, bình nhật cổ sắc soma cho em gái luôn. Dòng bình nhật cổ sắc soma là được cô chú anh chị mình săn đón nha cô chú anh chị, được cô chú anh chị mình săn đón luôn nha. Hàng này vẽ vàng thật 100% cho em gái nha, vàng thật 100% nha cô chú anh chị. Hàng R cộm tay cho em, thần thái hoa văn sắc nét vô cùng mà. Hàng R cộm tay, thần thái hoa văn vô cùng sắc nét cho em gái nha quý cô chú anh chị ơi. Dòng gốm nhật sắc soma này em hiện tại có khoảng tầm 10 mấy bình nha. Tầm 10 mấy bình luôn. Mộc truyện bên dưới đây à, mộc truyện bên dưới đây cô chú anh chị nhìn thấy kỹ không? Hàng lành đẹp tuyệt đối của cô chú anh chị à. Hàng lành đẹp tuyệt đối, không nứt tóc, không bể vỏ cho em gái nha. Trên 100 năm tuổi hết rồi. Chiều cao này là 32, đường kính miệng 11, bề ngang em ta được 19 phân. Đó, mã 166 cho em gái đi ạ. Mã 166 có giá 3.500.000 thôi. Mã 166 3.500.000. Em giao lưu toàn quốc nha. 166 3.500.000, giao lưu bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp tục đây là mã 167 nha cô chú anh chị. 167 cũng là dòng gốm sắc soma cô chú anh chị ơi, dòng gốm nhật sắc soma cổ cho em gái luôn, lành tích tuyệt đối nha. Màu này là cái màu xanh coban nha. Đó, người ta vẽ vàng trên nền xanh coban cho em, vẽ vàng thật 100% nha. Họa tiết núi Phú Sĩ cô chú anh chị mình thấy không ạ? Rất chi là đẹp luôn, hàng lành, hàng đẹp nha. Những cái dòng này thật sự không phải lúc nào muốn cũng có hàng đâu nha cô chú anh chị. Chiều cao 32, đường kính miệng 10 phân, bề ngang bụng như thế này 19 phân. Em giao lưu 3 phí ship toàn quốc cũng đồng giá 3.500.000 nha cô chú anh chị. Đồng giá 3.500.000 nha. Hàm men rạng lành tích và đồ 100%. Đó, lên cho em mã 167 3.500.000 đồng, 167 3.500.000, bao ship toàn quốc luôn. Ở đây em có một cặp bình cô chú anh chị, cặp bình này rất là xưa rồi và ngày hôm nay em cũng thanh lý cho mình nha cô chú anh chị, mua lâu quá chưa giao lưu được, hôm nay xả hàng thanh lý cho cô chú anh chị mình luôn đi nha. Men rạng nha cô chú anh chị, tay là tay voi à, men rạng kính bình hết như thế này rồi à. Đó, men rạng không có chữ chi, không có chỗ nào mà không đẹp như cô chú anh chị, hàng lành hàng đẹp luôn, men bóng luôn cô chú anh chị, theo năm tháng là men bóng luôn à. Mặt truyện bên đế đây. Mặt truyện đế bên dưới mình nhìn cái mình biết đồ gì đúng không ạ? Nhìn cái mình biết đồ xưa hay đồ mới liền đúng không cô chú anh chị ơi? Chiều cao em gái đo được như thế này 37 phân, bề ngang 11 phân, đường kính bụng 19 cm. Đó, lên cho em gái mã 168 cô chú anh chị ơi. Mã 168 cô chú anh chị ơi. Mã này có giá hôm nay em sale cô chú anh chị gần xa luôn nha. Có giá 2.800.000 thôi. 168 em sale cô chú anh chị gần xa 2.800.000, nhanh tay mà lựa chọn nha cô chú anh chị. Cặp này hàng VIP nha. Rồi có giá 2.800.000 thôi. Ở đây em có một cặp nậm như cô chú anh chị. Hàng này cũng đủ cặp đủ đôi nha. Một cặp nậm gốm tàu. Men là men màu vàng hoàng đế cho em. Men rạng kính bình vẽ tay nha cô chú anh chị. Hàng này chuẩn vẽ tay. Nếu đem về không đúng hàng vẽ tay cô chú anh chị hoàn trả về cho em, không như những gì em nói là hoàn trả về ngay cho em lập tức nha cô chú anh chị. Đó, em có đủ một cặp nha, em có đủ cặp đủ đôi luôn cô chú anh chị à. Hàng là tích người cho em nha. Nằm này nằm to, chiều cao khá là to nha, to lắm. Chiều cao em đo được đây là 45, bề ngang của nằm này là 23.5, gần 24 cô chú anh chị ơi, siêu to khổng lồ. Nó mọc truyện đế già đồ lắm nha cô chú anh chị, mang rạng cả bên dưới luôn cô chú anh chị ạ. Đó, rồi cặp nằm này ngày hôm nay em gái sale mạnh tay đến tay của cô chú anh chị gần xa, mã 169 nha cô chú anh chị. Sale hôm nay cho cô chú anh chị mình 3.800.000 một cặp nha, 3.800.000 đồng một cặp cô chú, không chị không nghe lầm nữa. Hàng này em lỗ cô chú anh chị, hàng này là em bị lỗ rồi cô chú anh chị ơi, nói thật nha. Ở đây em có một chiếc bát gốm bát tràng nha cô chú anh chị, một chiếc điếu bát gốm bát tràng tặng kèm cái điếu đồng cho mình, ở bên trong là một chiếc điếu luôn, ở trên đâu một chiếc điếu gốm nha em. Hàng là hàng gốm bát tràng nha, bọc đồng vàng xịn mịn, rồi cái bát cũng khá chi là to, và đặc biệt cái bát này hình trụ cho em gái nha, cái bát này hình trụ cho em gái luôn ạ. Người ta vẽ xung quanh một cái tích sơn thủy cho em, vẽ một cái tích sơn thủy nha. Rồi trôn đế dưới đây rạng men rất chi là đẹp luôn, màu vàng lấp la lấp lánh cho em gái ạ.
Đường kính ngang của chiếc bát ở đây em đo được là 22, chiều cao là 14 cm. Nó giao lưu toàn quốc đến tay của cô chú anh chị gần xa nha. Một bộ điếu như thế này có giá chỉ là 1.1 triệu thôi cô chú anh chị. Mã 170, 1.100.000 đồng. Lên cho em 170, 1.100.000 đồng. Tiếp tục ở đây em có một chiếc bình voi cô chú anh chị ơi. Một chiếc bình voi nha, bình voi dòng gốm Chu Đậu nha. Tích ở đây cho em là trúc hóa rồng, cô chú anh chị nhìn thấy như cái đầu con rồng không? Trúc hóa rồng nha cô chú anh chị. Gốm Chu Đậu men rạng đó à. Dòng này là dòng gốm Chu Đậu men rạng nha. Chiều cao 29 à. Bề ngang như thế này 20 cm, cao 29, bề ngang 20 cm, cực kỳ là già đồ quý cô chú anh chị ơi. Hàng lành tịt, hàng lành chuẩn đẹp cho em. Cực kỳ là già đồ quý cô chú anh chị à. Hàng siêu đẹp nha. Em bao phí ship toàn quốc đến tay quý cô chú anh chị mình. Mã 171 có giá chỉ là 800.000 đồng. 171 800.000 đồng, bao ship toàn quốc, mặt trước cũng như mặt sau lành tịt toàn bộ à. Tiếp tục ở đây em có một cặp bình nha, một cặp đèn dầu nha cô chú anh chị, đèn dầu hoa sen cho em. Và ở đế đây, ở đế người ta làm như hình chiếc bát úp nha cô chú anh chị ha. Cặp đèn dầu hoa sen đế như một chiếc bát úp ngược xuống nha cô chú anh chị ơi. Họa tiết ở đây bọc đồng toàn bộ, men là men men gốm và men lam cô chú anh chị. Hàng là hàng gốm Bát Tràng men lam cho em gái nha. Đó, hàng gốm Bát Tràng men lam cho em gái luôn, Bát Tràng cao cấp luôn, hàng cũ đó cô chú anh chị à. Khi giao lưu em tặng kèm ống thói khói kèm theo cho mình nha. Tặng kèm một cặp ống khói kèm theo cho mình luôn. Chiều cao em gái đo được đây là 23 cm, bề ngang của chiếc bát ở dưới 14 cm của anh chị. Đó, bề ngang phía bên dưới là 14 cm. Giao lưu một cặp này đến tay quý cô chú anh chị gần xa, sale cho cô chú anh chị mình luôn. 1.800.000 đồng một cặp đó. Mã 172, 1.8 triệu, tặng kèm ống khói cho mình nha. 172, 1.800.000 đồng, giao lưu toàn quốc ạ. À, đến tiếp theo mã 173 cô chú anh chị ơi, một cặp đèn dầu nữa nha. Ho, hàng đồng xịn hết cho em nha cô chú anh chị, hàng đồng xịn cho em nha, xịn từ ở trên xuống tới dưới chân đế cũng là bằng đồng hết nha. À, nhìn như đồng châu Âu đúng không cô chú anh chị, bóng lộng ha, đồng vàng đẹp xịn. Và cái họa tiết cái bầu này cũng là bầu gốm, người ta vẽ cho em một cái tích là sơn thủy trùng đình nha, một cái tích cổ như cô chú anh chị, sơn thủy luôn nha cô chú anh chị ơi. Ho, sơn thủy hữu tình luôn ạ. À, chiều cao không tính bóng, không tính bóng đèn là 24 ạ. À, bề ngang bầu như thế này 11 cm, khi giao lưu vẫn tặng kèm ống khói cho mình luôn. Lên cho em mã 173, 173, 1.800.000 đồng, 173, 1.8 à. Lên tiếp tục trên bàn quay một cái chiếc giỏ cua nha cô chú anh chị, một chiếc giỏ cua đồng luôn, hàng lành hàng đẹp nha, chuẩn đồ đồng cho em nha, hàng lành hàng đẹp, chuẩn đồ đồng xịn luôn nha cô chú anh chị. Hàng này đồng vàng cho em, ở bên hai bên là họa tiết hai con cua, 1.4 triệu đầy đủ màu đồng vàng lấp lánh nha. Cô chú anh chị nào yêu thích mà chơi đồ đồng nó là siêu tầm ngay cho em, bởi vì đồ đồng á mình sử dụng tốt có một cái là không bao giờ bị vỡ đúng không, có bể cỡ nào gớt cỡ nào cũng không có vỡ bể đâu nha. Chiều cao 14 cm, đường kính miệng như thế này 10 phân, và đường kính bụng ngang 18 phân. Lên cho em mã số 174 đi cô chú anh chị, 174 à. À, em giao lưu cô chú anh chị gần xa, giá yêu thương giá rẻ luôn nè. Đó, 1 triệu, bây giờ lên cô chú anh chị 1.5 triệu thôi, sale mạnh tay nha, 1.500.000 đồng. Em xin chào anh Đông Thanh nha, em xin chào anh trai. Mã 174, 1.5 triệu luôn. Lên tiếp tục cho em một chú trâu của chú chị, một con trâu. Con trâu này chất liệu bằng đồng pháp lam cho em gái à, đồng pháp lam xịn mịn nha cô chú chị, hàng đồng xịn nha. Hàng đồng này cô chú chị mình về xài đi không bao giờ bị ra ten nha cô chú chị, không bao giờ bị ra ten, không cần phải đánh bóng gì đâu. À, hàng lành hàng đẹp như thế này luôn à. À, không bao giờ bị ra ten luôn. Chiều dài con trâu 26, chiều cao 20 luôn nha cô chú anh chị, chiều dài 26, chiều cao 20. Đó, em sale đến tay của cô chú anh chị gần xa nha, một giá cực kỳ tốt đó nha. Từ 1.9 triệu em gái sale cho mình còn 1.6 triệu luôn đi cô chú anh chị ơi. Mã 175 sale cho mình còn 1.6 triệu nha cô chú anh chị. Hàng lành hàng đẹp nha, con trâu này phải nói là cơ bắp cuồn cuộn luôn cô chú anh chị ơi. Con trâu là đầu cơ nghiệp cơ bắp cuồn cuộn luôn à. Lên cho em một tác phẩm là tuyệt vời cô chú anh chị, một tác phẩm tuyệt vời, đó là một cái giỏ hồng cho em nha. Những cái trái hồng tượng trưng cho vạn sự phụ vạn sự cát tường đúng không chú anh chị, cái tên của nó đã nghe hồng hào đúng không chị, hồng hào khí chất hết trơn rồi, nó mang lại sự vạn sự như ý cho gia đình của mình luôn. Một chiếc giỏ hồng nha cô chú anh chị, hàng này là hàng đồng lành đẹp nha, hàng lành đẹp cho cô chú anh chị ơi, hàng lành đồng, hàng đồng này xịn luôn á, có hàng đặc luôn á cô chú anh chị, giờ là mình nắm lên là nặng tay lắm. Chiều cao 27 à, bề ngang đo được 20 cm. Ở đây người ta cũng tạo tiết à. Nhìn như một cái chiếc giỏ nha, nhìn như một cái giỏ hoa quả.
là đựng trái hồng không. Một triện bên dưới cũng 4 chữ nha quý anh chị, 1 triện 4 chữ luôn. Rồi, Zalo cô chú anh chị mình mã này mã 176 cho em gái nha. Sale cô chú anh chị trừ 2,5 triệu, em sale còn 2,3 triệu. À, mã 176 sale cô chú anh chị còn 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Hoan hỷ là lụm nha cô chú anh chị, hoan hỷ là chốt nha. Rồi tiếp tục đây em có một con linh vật nha cô anh chị ha, một con linh vật mạnh mẽ chưa nè. Hàng là hàng linh vật phong thủy nha cô anh chị, mẫu đẹp độc và lạ luôn. Hàng linh vật phong thủy mẫu đẹp độc và vô cùng lạ luôn. Dạ đúng rồi, hôm nay sale mạnh mà anh trai. Đó, bán lâu lâu mà không bán được hàng là sale hết nha anh trai ơi. Rồi, ở đây em có một con linh vật luôn nha, sừng nè. Có đầy đủ sừng nha. Mẫu đẹp độc lạ lắm, mẫu này toàn mẫu lạ thôi. Mẫu toàn mẫu lạ luôn á. Chiều cao em gái đo được như thế này là 27 á, bề ngang là 1 tấc nha cô chú anh chị. Cao 27 bề ngang 1 tấc. Em giao lưu trọn bộ phí ship gần xa đến tay của cô chú anh chị mình nè. Đã nói sale mạnh là sale mạnh trên Đông Thanh ổng vui luôn nè. À, 1 triệu với 4 chữ nha cô chú anh chị. Rồi, sale mạnh tay tác phẩm này đến tay của cô chú anh chị gần xa 2.100.000 đồng, mã 177. Sale cô chú anh chị 2.100.000 đồng, về nhà nhận hàng đi, kiểm tra chất lượng đồng cho em rồi ha. Rồi cho em phản hồi của chính chị, hàng xịn hàng đẹp luôn, thần thái uy nghi nha cô chính chị. Một con linh vật nha, linh vật này có giá có mã là 177, 2,1 triệu. Lên tiếp tục trên bàn quay cho em một cắm trà hình con trâu của chị. Con trâu là đầu cơ nghiệp ha. Hàng này đem về cho em gái lành tích tuyệt đối, bên trong không có xi măng hay ba dớt nha, đồng xịn sò, đồng vàng xịn sò cho em gái ạ. À, chiều dài em đo được như thế này 20 cm, chiều cao 1 tấc nha cô chú chị, chiều dài 20 cm, chiều cao 1 tấc, một chiếc ấm hình con trâu, à, lành tích tình tịch tuyệt đối như thế này, lành xịn đẹp luôn đó. Mã số 178 của chú chị ơi, mã 178, sale của chú chị mình 900.000 luôn à. 178 sale của chú chị mình 900.000, một chiếc ấm con trâu. Lên cho em mã 179 nha cô chú chị. Đó, 179 là một chiếc ấm à, hình tích người cho em nha. Quai là quai gỗ cho em à. Ha, quai là quai cán gỗ, hình là hình tích người luôn. Chiều cao tổng quai là 18, chiều cao không tính quai là 12, chiều ngang như thế này 16 cm. Nó cái nắp nè, nó xịn lắm cô chú chị, hàng lành đẹp, hàng xịn nha. Nhìn bên dưới cho em gái này, vẽ là chả đúc là hình tích người, 1 triệu 4 chữ luôn. Rồi bên trong không có xi măng hay ba dớt nha, lành xịn luôn cô chú chị. Hàng này hàng là đáng sưu tầm nha. Lên cho em gái mã 179 cô chú chị ơi, 800.000 đồng. 179 800.000 đồng, giao lưu toàn quốc với mình nha. 179 hà. Ở đây em có trên bàn quay một cây kiếm xưa của anh chị, một cây kiếm đồng xưa luôn. À, cây kiếm công của chú chị ơi, kiếm này là hàng kiếm công cho em nha. À, nhìn thấy không, mọi người ta tạo tác hình con rồng, lưỡi kiếm bên trong cũng bằng đồng nha anh chị, lưỡi kiếm bên trong cũng bằng đồng luôn. Ở đây người ta khắc chữ cho mình nè, à, chữ xưa luôn. Hàng này hàng trưng bày phong thủy cho em, xịn đẹp. Chiều dài luôn cây kiếm này là 43 nha cô chú chị, chiều ngang như thế này là 15 cm. Hàng kiếm công lành đẹp như thế này đó, em cầm lên cô chú chị mình thấy cái độ đẹp chưa. Cây kiếm này ngày hôm nay em sale đến tay của cô chú chị gần xa, mã 180 à. Mã 180 có giá 2 triệu. À, coi có lộn giá không nha. Rồi lỡ nói là 2 triệu đồng luôn, lỡ lỗ mà cho lỗ luôn được cô chú chị ơi. 2 triệu đồng mã 180 của chị, 2 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn à. 2 triệu thôi, hàng sale, hàng sale của chú chị à. Tiếp tục đây em có một chiếc tráp nha cô chú chị, một chiếc tráp chữ nhật chất liệu bằng gỗ trắc nha, xung quanh bọc đồng luôn à. Một chiếc tráp chữ nhật chất liệu gỗ trắc xung quanh bọc đồng, họa tiết là hoa sen cho em gái nha. À, hàng lành hàng đẹp nha cô chú chị, chuẩn gỗ trắc ở bên trên người ta cẩn ngà cho mình nè. Ở bên trên người ta cẩn ngà và đôi chim phú quý cho em gái nha cô chú chị. À, cẩn ngà và đôi chim phú quý luôn à. Móc bót lắm nha cô chú chị, móc của nó là xịn luôn á. Móc đồng nha, nó gỗ bên trong đây. Đem về để cho em là tiền vàng vô đây nha cô chú chị, để đầy một cái gương tiền, đầy gương hộp sòn là im ha. Đó, rồi, giao lưu đến tay của cô chú chị gần xa luôn nha. Đường kính ngang như thế này là 24 à. Chiều cao em đo được là 25, chiều rộng ra em gái đo được như thế này 15 cm. Giao lưu chiếc tráp gỗ trắc này đến tay của cô chú chị gần xa, mã 181, 3,6 triệu của anh chị ha. Mã 181 giao lưu đến tay của cô chú chị gần xa 3,6 triệu đồng, giao lưu bao ship, bao ship bao rẻ luôn à. Một chiếc khai gỗ cẩm lai nha cô chú chị. Ở đây em có một chiếc khai gỗ cẩm lai chuẩn đồ xưa cẩn năm mặt cho em gái nha. Hàng này hôm nay em cũng sale cho mình luôn cô chú chị ơi. Hàng sale mạnh tay cho mình luôn á cô chú chị à. Đó, một chiếc khai rượu nha cô chú chị, khai rượu gỗ cẩm lai cẩn năm mặt xịn sò cho em. Cẩn năm mặt lành tích xịn sò cho em luôn. Đường kính vuông là 25 à, chiều cao lên
8 phần, vuông 25, chiều cao lên 8 phần. Em sale mạnh tay đến với cô chú chị gần xa nha. Một chiếc khay vuông nha, khay rượu mà khay vuông à. Có giá 1.900.000 nha cô chú chị, mã 182. Lên cho em 1.900.000 đồng. Bên trong người ta cẩn một cái tích người cho em phúc lộc và thọ nha cô chú chị. 1.900.000 đồng mã 182 luôn cô chú chị ơi. Ở đây trên bàn quay em có một cái đồng hồ cô chú chị, một đồng hồ con rắn nha cô chú chị. Rồi bây giờ em tiến hành lên cơ cót cho mình xem nè nha. Cảm ơn Hiệp Lê nha anh Hiệp Lê. Lúc nào anh Hiệp Lê cũng tương tác ủng hộ em hết trơn. Lắc nhẹ đi em. Chạy chưa? Rồi, nhìn cho em gái nha. Đồng hồ bắt đầu chạy nha. Lên cho em mã đồng hồ rắn đi cô chú anh chị. Hôm nay đại sale cho mình luôn nha. Hôm nay đại sale cho mình luôn nha. Mã đồng hồ rắn đi cô chú anh chị ơi. Mã 183. Mã 183 đồng hồ rắn. Giao lưu đến tay của cô chú anh chị gần xa 800.000 đồng. Giao lưu đến tay của cô chị gần xa 800.000 đồng. Mã 183 nha cô chú anh chị. 183. Trên đây em có một chiếc vòng long diên hương nha. Hả? Mở ra giùm em đi chị yêu. Ở đây em còn một chiếc vòng long diên hương nha cô chú anh chị. Long diên hương người ta còn gọi là trầm hương của biển nha cô chú anh chị. Mùi thơm nhẹ nhàng cô chú anh chị. Mùi thơm của nó là thơm như trầm hương trên bờ thôi. Nó thơm thoang thoảng nha cô chú anh chị. Không phải là trầm mà ngâm hóa chất hay gì đâu mà nó thơm phương phức được như là nước hoa nha cô chú anh chị. Lưu ý giúp em. Và đặc biệt long diên hương người ta gọi là báo vật biển bởi vì nó là một bộ phận của con cá trong bụng con cá nha cô chú anh chị. Hàng rất chi là VIP nha cô chú anh chị. Nào chưa am hiểu về long diên hương cứ lên mạng search tìm hiểu xong quay trở lại mua với em cũng còn chưa muộn của anh chị. Rồi thông đèn của chính chị mình kiểm tra nè. Đó, chất liệu là long diên hương toàn bộ cho em từng hạt một xịn mịn nha cô chú anh chị. Đó, ba cô chú anh chị mình test và kiểm tra ngay tại live cô chú anh chị mình thấy không ạ? À? Rồi, mỗi một hạt như thế này đường kính tầm khoảng là mỗi một hạt là khoảng 20 ly nha cô chú anh chị. Mỗi một hạt 20 ly. Lên cho em mã số 184 có giá 2 triệu đồng. Lên cho em mã số 184 2 triệu đồng. Em chưa bao giờ bớt ai với giá 2 triệu nha cô chú anh chị. Do đó cô chú anh chị nào cứ mua đi. Mua bây giờ và mua mai sau cũng 2 triệu đồng bởi vì em mua rất là đắt thôi nha. Không có giảm được nhiều cô chú anh chị ơi. 2 triệu đồng thôi ạ. Rồi, tiếp tục trên bàn quay đây em có một song trầm nha cô chú anh chị. Một song trầm búp măng. À, song trầm này là song trầm búp măng cho em gái à. Đó, hàng đồng xịn mịn nha cô chú anh chị. Nó song trầm đẹp đập và lạ luôn cô chú anh chị à. Rồi, chiều cao em đo được như thế này 19 sen, bề ngang như thế này 8 phần. Một chiếc song trầm nhỏ nhỏ cưng cưng, hôm nay vừa bán vừa tặng tri ân cô chú anh chị gần xa. Lên cho em mã 185 đi cô chú anh chị. Mã 185 có giá là 350.000 nha cô chú anh chị. Giá này là sale lỗ nha. 185 350.000 đồng. Sale lỗ luôn. Lên tiếp tục một mã sale lỗ đi ha. Hàng song trầm này là song trầm thỏi bạc cho em gái nha. Song trầm hình thỏi bạc cho em gái, chất liệu đồng xịn sò nha. Đem về cầm trên tay mình sẽ biết cái độ xịn của nó như thế nào ạ. Nó đem về tầm trên tay thôi là biết độ xịn mịn như thế nào luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, một bề chiều dài của cái thỏi bạc này là 9 phân à. Chiều cao của thỏi bạc này là 4 phân nha cô chú anh chị. Chiều dài 9, chiều cao 4, lên cho em mã 186 350.000 nha cô chú anh chị. 186 350.000 sale thật sự là lỗ nha. Dạ đúng rồi anh trai, cái đó em sale lỗ luôn mà. Còn có một ít sale lỗ luôn, anh thích thì cứ inbox vào số điện thoại em chốt đơn anh ha. 0772 877278. Mã 186 có giá là 350.000. Em giao lưu toàn quốc nha. 186 350.000 à. Rồi tiếp tục trên bàn quay đây, em có một chiếc vòng mã não cho em nha. Mã não Tây Tạng nha cô chú anh chị. Mã não di Tây Tạng đó. Nhìn cho em những cái mắt di vẫn còn ở đây nha cô chú anh chị. Nhìn từng mắt mình thấy nó có mắt hết trơn. Không chui cô chú anh chị thấy không? Có từng con mắt hết trơn à. Thông đèn giùm chị đi anh trai. Mỗi một hạt như thế này tầm khoảng 18 ly nha cô chú anh chị ha. Mỗi một hạt tầm 18 ly. Thông đèn thấu quang ngay tại la nhà cho mình nha. Nó có đầy đủ mắt hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi. Chị đọc tên em đi. Dạ. Anh Hương Triệu. Anh Hương Triệu hay anh Triệu vậy đây nè. Rồi em đọc tên này đó nha. Anh Triệu nha. À, rồi ở đây là một vòng mã não đó cô chú anh chị ơi. Vòng mã não này lên cho em mã số 187. Vừa bán vừa tặng tri ân 350.000. 187 vừa bán vừa tặng tri ân 350.000 à. Lên cho em mã 188 cũng là một chiếc vòng mã não. Vòng này thì mã não đỏ cho em gái nha. Mã não đỏ luôn à. Đó, hàng lành hàng xịn nha cô chú anh chị. Mỗi một hạt như thế này cũng tầm 18 ly nha cô chú anh chị. À, đỏ rực rỡ luôn cô chú anh chị ơi. Chuẩn là mã não nha. Đem về đeo phong thủy cực kỳ tốt luôn ạ. À. Rồi lên cho em gái mã 188 của chính chị ơi. 350.000 bao ship toàn quốc. 188. Rồi vậy là chị Hương quá. Chứ em nghĩ là chị Triệu Hương quá. Không biết đúng không nữa. Dạ. Dạ em xin chào chị nha. Đó.
Rồi tiếp tục trên bàn quay đây, em có một xăm trầm nha cô chú anh chị, một xăm trầm kỳ lân, một xăm trầm kỳ lân luôn, nắp kỳ lân bên dưới 12 con giáp và ba chân bộm nha. À, mặt truyện bên dưới 4 chữ luôn ạ. À, chiều cao này là 15 sen, bề ngang thế này 12 sen quý cô chú anh chị, chiều cao 15, hương triều dạ. Trời, cái nick của anh VIP vậy, cái nick của anh VIP rồi vậy, chủ tịch nước luôn, Hương Triều. Dạ, cái nick của anh quá VIP rồi. Ok, em xin chào chị Hương Triều nha. Đó, mộc truyện dưới 4 chữ nha cô chú anh chị ơi. Rồi, chiếc xăm trầm kỳ lân này bên trong hoàn toàn không có xi măng hay bao giới gì đâu ạ. À, hoàn toàn là sạch sẽ luôn. Mã 188 cho em gái có giá 500.000 đồng. 188 500.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Em còn sót lại ở đây một chiếc tẩu với cô chú chị, một chiếc tẩu luôn. Tẩu này là đồng lắc cơ bạc xịn nha, đồng lắc cơ bạc chuẩn xịn luôn. Và ở đây là đồng pháp lam cô chú chị nhìn thấy không? Họa tiết đồng pháp lam luôn. Chiếc tẩu xịn, chiếc tẩu xịn mịn như thế này, em giao lưu toàn quốc đến với cô chú chị gần xa nha. Mã số 189. Mã 189 có giá là sale luôn đi nha, vừa bán vừa tri ân luôn, 600.000 đồng. Mã số 189, 600.000 đồng. Rồi chốt 188 vừa nãy là cho chị Vương, là cho anh Vương Nông nha, cho anh Nông. Anh Nông ơi, liên hệ trực tiếp inbox và số điện thoại với em gái lên Nông rồi, 0772877278 nhanh trai. Đó, hoặc là nhắn lên cho em số điện thoại lên đây đi, em liên hệ cho anh cũng được nha. Nhắn em số điện thoại của anh lên đây giùm em gái đi. Rồi chiếc tẩu này ngày hôm nay em vừa bán vừa tặng tri ân cô chú anh chị gần xa. Mã 189 hết là bán rồi. Mã 189 thì có giá là 600.000 thôi, 600.000. 189 600.000 lên đến tay của chính chị, một cây kiếm đồng phong thủy nha cô chính chị, một cây kiếm đồng chất liệu bằng đồng xịn nha. Hàng phong thủy cho em trưng bày nha cô chính chị, không có bị bén sắc bén chỗ nào đâu nha. Nó không có sắc bén chỗ chi tiết nào luôn. Mình đem về mình làm hàng trưng phong thủy nha cô chính chị, xịn đẹp luôn. Chiều dài của thanh kiếm này tầm khoảng chắc cỡ 48 cô chú anh chị ha. Chiều dài thanh kiếm tầm khoảng 48, lưỡi kiếm tầm khoảng gần 2,5 phân, gần 3 phân cô chú anh chị ơi. À, hàng lành hàng đẹp cho em gái nha, hàng xịn sò. Hôm nay em sale cô chú anh chị mình luôn, 1,5 triệu, em gái sale mạnh còn 1,3 triệu. Lên mã 190 đi cô chú anh chị, 1,3 triệu đồng. Mã 190 lên cho em gái 1,3 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. À, ở đây em có một chiếc kèn bóp tay nha cô chú anh chị. Chúc mừng anh Vương nhà Nông, đúng rồi, chúc mừng anh Vương Nông, chúc mừng anh Vương Nông luôn. Rồi liên hệ đi em liên hệ được với anh Vương chưa? Chiều cao 18 sen à, bề ngang như thế này 8 phân cho cô chú anh chị, chiều cao là 18, bề ngang 8 phân. Em gái giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa đến cho cô chú anh chị mình, giao lưu trọn bộ phí ship gần xa đến tay của cô chú anh chị mình, 500.000 đồng. 500.000, anh Vương lên số điện thoại rồi đó em. Chụp hình qua cho anh đi em, chụp hình qua cho anh đi, đặng chốt đơn cho nó dễ. Em cảm ơn anh Vương nhiều nha, em cảm ơn anh. Anh Vượng chứ, anh Vượng ạ. Rồi, lên cho em mã kèn này có giá, có mã 191 nha quý anh chị. 191 500.000 đồng, mã kèn 191 500.000. 500.000 em bao trọn bộ phí ship gần xa. Lên cho bằng quay tiếp tục cho em một chiếc hồ lô xưa của quý anh chị, một chiếc hồ lô bát quái xưa. À. Anh Lưu Nguyễn ơi, lừa là thế nào anh? Anh có mất tiền ở shop em chưa anh? Khi nào mất tiền ở shop em anh gọi là lừa. Còn tất cả các cô chú anh chị đây toàn là những người gọi là người ta VIP không anh? Đến shop em toàn là khách VIP, đa phần là khách VIP nha anh trai. Nhìn cửa hàng của em đi rồi có lừa đảo hay không lừa đảo mình biết nha anh ha. Anh có từng bị mất tiền ở shop em thì hãy vào trang Zalo của em chụp hình lại đi, coi em lừa gì anh. Một em đền cho anh 10 nha anh Lưu Nguyễn. Một em đền cho anh 10 nếu em lừa đảo anh, bằng uy tín bằng danh dự nha anh trai. Cứ việc vào Zalo khiếu nại em. Đường kính chiều cao là 18 sen à, bề ngang như thế này 8 phân nha. Rồi giao lưu bao phí ship toàn quốc đến tay của cô chú anh chị gần xa nha. Nó mộc truyện bên dưới 4 chữ đầy đủ luôn, hàng xịn hàng đẹp như thế này em giao lưu toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Đó, mã 191, mã 192 cho em gái nha, mã 192 cho em gái nha, có giá chỉ là 700.000 đồng. 192 cho em gái 700.000 đồng. Đó, mình không có mua được ủng hộ giúp người ta thì cứ lắng nghe lắng xem đi, biết bao nhiêu người người ta lịch sự trên like này, người ta không nói gì, người ta mua của em hàng trăm triệu tiền đồ người ta cũng chẳng nói gì, có mình chưa mua ngàn nào với em hết trơn mà dám bảo là em lừa. Em lừa gì anh, anh cứ lấy cái bằng chứng ra được đi. Một đền 10 uy tín tại cửa hàng này ha, một đền 10 luôn, không có đền 1 đền 2 đâu, đền 10 gấp 10 cho anh. Cứ lên đi em, bà mà mất tiền gì của anh là em đền bù hết cho anh nha.
Rồi, chiều cao của chiếc xăm trầm bàn tay này là 15 cm à. Bề ngang như thế này, chích phân nha cô chú anh chị. Từng ngón tay nè, từng ngón tay đẹp như thế này đây nha. À, từng ngón tay đẹp như thế này đây à. À, siêu đẹp luôn. Dạ đúng rồi anh Vũ ơi, ở đâu mà quan tâm những cái người như vậy ha. À, những cái người tô xít như vậy người ta cũng chắc cũng bán hàng giống em đó, lên phá thôi. Mình không bán hàng được đó, thì mình đi tập trung lo bán đi. Mình bỏ cái công cái sức của mình ra mình lo bán đi, có đâu mà đi phá người ta vậy đúng không ạ? Phá người ta vậy mình có ra được đơn không à? Chỉ được nghiệp thôi chứ đơn điếc gì đây. Rồi, có chiếc xăm trầm bàn tay này đi, hoan hỷ xả sale cô chú anh chị mình luôn đi. Xả cái xui nãy giờ cô chú anh chị, mã 193, giao lưu cô chú anh chị gần xa 700 ngàn đồng nha. 193 700 ngàn đồng nha cô chú anh chị. Rồi, em giao lưu phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Rồi, anh Hiệp Lê bình luận em thấy vui rồi đó. Đúng rồi, cửa hàng ta chà bán vậy mà đi lừa. Nghĩ sao vậy, thời buổi này là mình kinh doanh cái uy tín nó hàng đầu chứ. Đó, cái gì mà được cộng đồng mạng mà không biết đâu à. Ha, cộng đồng mạng mà tẩy chay cái là có bán được không đó mà đi lừa. À, ở đây là cho em một cái này là một cái lọ trà nha. Lọ trà hình rồng nha cô chú anh chị, họa tiết rồng luôn. Ha, hàng đồng vàng đẹp như thế này cơ mà. Hàng đồng vàng đẹp xịn xòi cô chú anh chị. Đó, ở trên đây họa tiết rồng luôn cô chú anh chị ơi. Đó, hôm nay giao lưu cô chú anh chị giá yêu thương, chiều cao 13 cm, bề ngang 8 phân. Để với cô chú anh chị gần xa mã 194 1,2 triệu à. 194 1,2 triệu à. Dạ đúng rồi anh trai. Đúng rồi anh trai, em chỉ nói vậy thôi chứ đâu quan tâm chi mấy người đó anh. Ở nhà em bắt đầu trời đổ mưa to đó rồi đó. Hàng mưa to. Mã 194 lên cho em 1,2 triệu nha cô chú anh chị. 194 lên cho em cái ấm trà, cái lọ trà đồng 1,2 triệu. Ở đây em có một chiếc tháp văn xương nha cô chú anh chị. Chiếc tháp văn xương 12 tầng cho em gái. Chiếc tháp văn xương này 12 tầng cho em gái, hàng lành hàng đẹp nha. Hàng lành hàng đẹp tuyệt đối cô chú anh chị ơi. Chiều cao em gái đo được là 30 cm, bề ngang như thế này 8 phân. Đó, hôm nay nhà em là mưa bão luôn cô chú anh chị, có nghe không rõ thì cứ liên hệ Zalo giúp em nha. Rồi, chiếc tháp văn xương này ngày hôm nay em sale cô chú anh chị gần xa mã 195 đi. 195 có giá là 800 ngàn đồng. 195 có giá 800 ngàn đồng, giao lưu toàn bộ phí ship nha. 800 ngàn mã 195. Lên tiếp tục trên bằng quay đến tay cô chú anh chị gần xa. Đến tay của cô chú anh chị gần xa nữa nha. Là một chiếc xăm trầm đó cô chú anh chị ơi. Một chiếc xăm trầm của cô chú anh chị ơi. Đồng Pháp Lam ạ. À. Wow. Nhìn ngoài trời kìa cô chú anh chị thấy không? Mưa bão ghê chưa? Nó dần vũ ghê chưa? Mưa quá mưa rồi. Chiếc xăm trầm đồng Pháp Lam nha quý cô chú anh chị. Đồng Pháp Lam ạ. À. Hàng xịn hàng đẹp luôn. Đường kính ngang của chiếc xăm trầm này là 12 cm. Đường kính ngang xăm trầm 12 cm. Chiều cao là 7 phân 8 phân quý cô chú anh chị ơi. Chắc em like mã này mã cuối rồi cô chú anh chị ơi. Bão quá, lớn tiếng quá, em nói mấy cô chú anh chị có không nghe rõ đâu. Giờ nguy hiểm quá rồi. Rồi, chiếc xăm trầm này lên cho em mã cuối rồi cô chú anh chị. Mã 197 cho em gái rồi cô chú anh chị ơi. Mã 197 nha. Có giá là 800 ngàn đồng. Hôm nay em sale còn 700 thôi cô chú anh chị. 197 sale còn 700 nha. Em xin kết lúc thúc like chiều nay sớm cho cô chú anh chị. Mưa bão quá rồi. Đây quay cho cô chú anh chị xem nè. Không ra ma với em nha. Đông trời em dần vũ quá trời rồi nè. Nghe rõ không anh? Nghe rõ không? Chứ em nói ở đây để âm thanh nó ồn vô lỗ tai em gì nè, em nghe không có rõ luôn. Anh nhìn bên ngoài nè, mưa cỡ này nè. Nó ù ù luôn á. Chị chắc em xin kết thúc live sớm đi. Hẹn cô chú anh chị mình vào tối nay đi cô chú anh chị, 9 giờ tối nay nha. Mình gặp lại nhau. Hy vọng là ông trời đừng mưa nữa. Đừng mưa nữa. Dạ. Anh chủ tịch nước ơi, em thích cái tên của anh lắm nha. Tên của anh là em thích rồi đó. Tối nay vào live với em xem đi anh trai nha. Nhớ cũng chiều chiều rồi. Cho em gái xin nghỉ ngơi. Tối nay 9 giờ mình quay lại mình xem nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Mưa lớn nghe không rõ đâu. Giờ nó lớn như thế này vậy nè. Đó, bão quá rồi em cũng sợ nữa. Trời mưa quá là em gái cũng sợ lắm. Đó, nó anh mấy anh thấy không? Nó giật luôn kìa. Giật ra ngoài luôn ghê lắm. Thôi vậy kết thúc live đây nha cô chú anh chị. Đó, chúc cô chú anh chị mình một buổi chiều an lành nè. Ăn cơm no đi rồi mình nghỉ ngơi tầm khoảng 8-9 giờ rồi đó. Em có like cái em thông báo cô chú anh chị vào xem like nha. Em kính chào và hẹn gặp lại cái quý cô chú anh chị mình nha. Và hẹn gặp lại nha cô chú anh chị. Dạ.